Thì là diễn viên duy nhất được tham dự đủ 6 phần trong series. Thì từ những ngày đầu tiên thì Tiết Cương đến với anh Lý Hải. Từ lúc đó là anh Hải, Tiết Cương xin chia sẻ những ngày đầu tiên là lúc đó, quý vị tin không, anh Hải làm cái phim Lần Mặt Một á, anh phải đi xin, quý vị hiểu không, phải đi xin đầu tư quý vị. Cái này là Tiết Cương nói là chia sẻ với gia đình là rất là vất vả quý vị, tại vì nó không ai tin anh Hải hết. Tại vì trước giờ ngọn chỉ nhìn anh Hải khía cạnh là ca sĩ, và tuy ảnh có cái series là Trọn Đời Bên Em, nhưng mà người ta chỉ nghĩ đó là cái MV ca nhạc thôi, và họ không có tin tưởng anh Hải lắm. Thì chính cái điều đó là làm một cái động lực để anh Hải phải khẳng định mình. Và Tiết Cương may mắn là một những người đồng hành đầu tiên anh Hải dự cái dự án mà Lật Mặt Một. Đầu tiên đó, quý vị biết không, cái Lật Mặt Một anh Hải quay là ảnh sợ, mà ảnh quay tới lúc mà hoàn thành bộ phim ảnh dựng ra là 180 phút thôi quý vị, là có thể có thể là hai phiên bản Lật Mặt Một luôn á. Nhưng mà đến khi phải hoàn thành phim chiếu thì rạp họ chỉ cho, quý vị biết là chỉ cho 90 phút thôi, thì ảnh phải ngồi ảnh cắt, quý vị biết không, cắt từng phân cảnh mà ảnh đau đớn, ảnh tiếc từng cảnh, quý vị biết quay cực lắm. Cái cô nhớ một kỷ niệm là hai anh em quay cái Lật Mặt Một, ở đó là ở cảnh đó trên Bảo Lộc, trời lạnh là lúc cuối tháng 12 gió lạnh, thì hai anh em mới cảnh đó là giật lộn ở dưới nước với cái băng mà đào sao đen đào vàng đó, thì anh Hải nhảy xuống nước anh giật lộn và anh đứng lên thì người anh ướt sũng, và lúc đó anh đứng anh thoại, mà quý vị biết không, cái răng ảnh á mà đánh bồ cạp á, có nghĩa là ảnh bị run quá, với thứ nhất là hai là lạnh quá đúng không, mà ảnh tập trung nhiều quá, ảnh ăn ít cho nên người anh rất là ốm. Và cái cảnh đó là ấn tượng nhất là với Tiết Cương là cái răng anh Hải đánh bồ cạp giữa trời nắng chang chang như vậy, lúc đó 12 giờ trưa mà đánh bồ cạp đánh kịch và không thoại được, thì lúc đó mới nhờ một bạn trong đoàn phải đi nấu cho ảnh một ly chanh nóng để anh uống mới có thể hồi phục lại. Thì để Tiết Cương kể cho quý vị biết được là Tiết Cương rất may mắn được đồng hành của anh Hải từ những ngày đầu khó khăn cho đến Lật Mặt 2 thì đã có nhiều kinh nghiệm, và đến bây giờ thì tất cả thành quả của Lật Mặt quý vị đã cảm nhận được rồi. Còn riêng về Tiết Cương thì rất là may mắn khi mỗi Lật Mặt góp mặt một cái vai nhỏ nhưng đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Bởi đó là đầu tiên em xin cảm ơn Hải đã viết những cái vai diễn tuy nhỏ nhưng mà có tính cách. Và trong Lật Mặt 6 này thì cũng là một cái vai cũng rất là dễ thương. Và Tiết Cương xin được phép giữ bí mật, và Tiết Cương hy vọng rằng sẽ là một vai diễn tuy nhỏ nhưng sẽ tạo ấn tượng trong lòng của khán giả. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn.